chào tất cả các bác ạ à. hôm nay kho kéo cát cành trên cao bên em lại về rất chi là nhiều mẫu hôm nay em sẽ giảm giá đặc biệt cho các bác cái kéo cắt cánh trên cao này tặng kèm một cưa chỉ có 300 nghìn và em bao phí ship cho các bác đến tận nhà luôn nhé và kho kéo cắt cành của bên em thì sẽ có rất nhiều những cái mẫu giá cực kỳ là rẻ em sẽ mở cái đầu kéo cho các bác xem về dòng kéo cắt giữ quả trên cao này thì chắc chắn đã rất nhiều bác theo dõi của bên em rồi cây kéo này các bác có thể kẹp bưởi kẹp gấc vú sữa ổi nhãn xoài đều được hết nhé Đây là cái phần kẹp quả của nó này Còn phần bên này là phần tỉa cành cho rơi trực tiếp này Và cái kéo này thu về của nó sẽ là 1m8 Mà kéo dài hết cỡ nó sẽ là 3m Đấy tặng kèm theo một lưỡi cưa để các bác anh nhà mình lắp vào cưa cành ở trên cao nhé khi lắp cưa thì như làm giới thiệu cho các bác một chút nhé khi lắp cưa này các bác anh nhà mình tháo cái này ra đấy và lắp cái cưa này vào lắp cái cưa vào đi sau đó các bác lại lắp cái ốc vào nhé đấy bởi vì video này của em thì rất chi là dài và nhiều nên em sẽ quay từng mẫu một cho các bác xem và với một cái mẫu mà ngắn nhất Hôm nay em sẽ giả rẻ cho các bác nhé Cái mẫu ngắn nhất Mẫu này là đang các bác đang phải mua với giá là 250 đợt trước đấy ạ Như hôm nay 1 mét cũng có thể cắt giữ quả trên cao Em sẽ gửi cho các bác giá 150 nghìn Giá 150 nghìn đấy các bác nhé Cắt giữ quả trên cao đều được Đấy và tiếp tới là tới mẫu kéo bìa xanh Một cái mẫu kéo mà giá cực kỳ là thấp Mà chắc chắn các bác xem Các bác xem được các bác hãy đặt ngay ở video ngày hôm nay nhé Cái này thì các bác đang phải mua với cái giá của nó là 500 nghìn trên một kéo Các này các bác lưu ý là kéo này sẽ là kéo một lẫy rút một lẫy rút thương nghĩa là nó có một cái lớp này các bác này, một cái lớp này và nó sẽ có một cái lưỡi 7 cm để các bác kẹp quả wow, thật là dễ luôn cái này thì em đang bán 500 nhưng ở video ngày hôm nay em đã giảm giá cho các bác là còn 350 000 đồng trên một kéo miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn cái này thì sẽ có cả 3 mét và có 4 mét nhá 4 mét của nó thì uh, sẽ là 450 rồi ok em sẽ qua mẫu khác cho các bác anh nhà mình được xem À, với nước dòng kéo này của bên em thì em sẽ có đủ loại luôn Em sẽ vào phía trong kia để cho các bác anh nhà mình xem những cái giá thấp Bác nào cần kéo đầu giật thì em sẽ có kéo đầu giật nha các bác nhé à, Em lên luôn mới kéo Santa đi Kéo Santa nhập khẩu thì đấy Một chiếc kéo Santa mà nó đã quá nổi tiếng với tất cả các bác làm vườn rồi con này nó là con hàng Đài Loan nhập khẩu và riêng con này nó sẽ có một cái sự khác biệt là nó sẽ có một cái móc cành như này. Phần chế độ kẹp quả và lưỡi cưa con này thì sẽ tặng kèm luôn ở đây Con này thì em cũng sẽ giảm giá 50k nha các bác anh nhé Con này đang là 800 Em sẽ giảm giá cho các bác còn 750 Ở cái video này Tay của nó là tay hợp kim nhôm Hoàn toàn Cực kỳ là chất luôn Đấy và tiếp tục tới mẫu kéo bút đi là mẫu kéo xanh dương Ngay bên cạnh Bên Đấy đúng rồi Kéo bút đi Đây các bác anh này Đây là mẫu kéo bút đi là kéo hàng Đài Loan công nghệ Nhật con này thì các bác đang phải mua về giá 1 triệu Thì hôm nay sẽ giảm giá cho các bác còn 900 Con này với chiều dài là 3 mét Con Santa vừa nãy cũng là 3 mét nha các bác nhé Tay của nó là hợp kim nhôm Chuẩn xịn luôn Nếu mùa bưởi năm nay các bác đang cần những mẫu kéo cắt giữ quả trên cao Thì các bác hãy sử dụng ngay những dòng kéo cao cấp này cho em Bên em là một kho đại lý lớn Và em chuyên cung cấp sao giao xỉ và lẻ trên toàn đất nước về làm nha các bác anh nhé Em có bàn quay em cũng đang muốn thanh lý này Dây nhôm muốn cây cảnh từ 1 cho tới 8 ly Đủ size luôn đấy Em cho các bác xem mẫu kéo này Mẫu kéo này thì bác nào mà đặt hàng cũng đang được giảm giá cực kỳ là sâu Đây là một cái mẫu bìa xanh Con này thì nó là cái hãng của Hong Fan đấy các bác nhé Lưỡi 5cm Một lưỡi rút cũng được tặng kèm theo một lưỡi cưa ngoài đấy các bác nhé đấy, con này là 3 mét cho các bác xem cái phần bên dưới Nó là lục giác con này nhé Con này đang là 600 và video hôm nay em sẽ giảm giá còn 500 Tất cả các bác anh nhà mình mà xem được cái video này mà đang quan tâm dòng kéo cắt giữ quả trên cao thì em đã để số điện thoại ngay trên góc màn hình. Các bác vào trực tiếp Zalo của em để em gửi từng mẫu cho các bác anh nhà mình xem nhé. Đấy và em sẽ lên một con kéo ngắn đây. Con này giảm giá rất chi là nhiều đây. Đây. Con này là 3 m và nó sẽ thu về là 1,4 m. Để em cứ đứng này đây này, không làm sao ạ. 3 m và thu về mét m các bác ạ. Con này lưỡi 7 cm và nó sẽ là hai lẫy rút này. Con này thì em nói thật với các bác là các bác biết giảm giá bao nhiêu không? 700 nhưng ở tháng này nó chỉ còn có 450. Miễn phí ship thu về 1m4 rất tiện lợi đối với các bác anh nhà mình mà đút cốp xe ô tô đi làm miệt vườn mà sử dụng mà cắt thì tuyệt vời luôn đấy các bác anh nhá. Con này 1m4 đấy và kéo dài hết cỡ ra là 3m và 2 lẫy rút các bác nhá. Cắt kẹp giữ quả trên cao tỉa cành tặng kèm theo một lưỡi cưa. Và tiếp tới là tới một cái mẫu kéo cao cấp mà cái loại đấy là có cả 4m cho các bác xem 4m đi. 4 và 5 mét Đấy 4 và 5 mét Đây là con hẳn 5 mét luôn rồi 4 và 5 mét đều có các bác nhá Đấy Và với dòng này thì 4 mét của nó đang là 600 Và 5 mét của nó đang là 700 Giá cực kỳ là hợp lý luôn Con này thì em đưa tới các bác là dòng nhôm hợp kim cứng chắc khỏe nhá các bác anh nhá Đấy các bác theo chiều cao Các bác cần cái nào thì các bác cứ báo với bên em à, 3 4 mét loại này đều có Và bây giờ em sẽ sang một cái mẫu nữa Mẫu 350 bìa đỏ đi 350 nghìn một bìa đỏ em bìa, biết... ừ. Cái đấy là 4 mét rồi Cái ngắn kia mới là 3 mét kìa Đấy Cái này là cái 3 mét này các bác anh này 3 mét này giá của nó chỉ có 350 thôi các bác anh nhá Dòng này là dòng ống lục rác này Tất cả cơ cấu hoạt động của nó Kể cả hơn 1 triệu cho tới 3-400 Thì nó đều như nhau Đều có chế độ kẹp quả và cái mẫu này cũng sẽ được tặng cưa này các bác này Cũng có mẫu là không được tặng cưa đâu các bác nhé Nhưng đợt này được tặng cưa Thì các bác hãy đặt luôn cho em Con này là 350 nghìn Ống lục giác và tay cầm của nó rất chi là đẹp Đấy và tiếp tục là em sẽ lên cho các bác Cái bộ kéo cao cấp Là con kéo này nó sẽ có 4m và 5m Đây là một cái dòng kéo mà được gọi là Các bác nhà mình mà làm quen mẫu này rồi thì các bác chỉ thích cái loại này thôi cái này thì lưỡi của nó là 5 cm nhé chứ không phải lưỡi 7 cm như những con kia đâu nhưng mà con này giá cả của nó cao hơn nó là hai lưỡi rút này cái phần này lắp lưỡi cưa các bác có thể tháo cái ốc này ra nhé Sau vào lắp cái lưỡi cưa này vào xoáy vào và bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là nếu như các bác chưa biết cứ gọi điện trực tiếp qua zalo để em sẽ hướng dẫn các bác bằng lắp được thì thôi đấy con này là 4 mét cho các bác nhá bác làm mà quan tâm con này hoặc là các bác kết bạn zalo rồi hãy chụp ảnh gửi qua zalo cho em để em sẽ chi tiết tới các bác con kéo xịn này còn về một con kéo nhật hàng thương hiệu con cua trong hộp ở đây em ơi ở dưới này em đã cầm cho các bác sẽ đây trên kéo màu lâu màu lâu màu lâu kéo dài màu lâu đấy đúng không kéo dài màu lâu đây là một con kéo nhật con này nó là 3 mét nhá nguyên bản của nó thì nó sẽ làm trong cái hộp hộp đẹp kia kìa cái hộp dài kia kìa đấy nó sẽ là một con kéo nhật như thế này con này thì trong tất cả các dòng kéo thì con này sẽ là con đắt tiền nhất các bác ạ. Bởi vì nó sẽ là nhôm hợp kim titan, nó sẽ khác hẳn những con kia. Và với cái cái cưa của nó xịn vô cùng nhá. Cái này cái cưa của nó các bác có thể chế một miếng gỗ lắp cái cưa vào, các bác có thể làm một chiếc cưa cầm tay. Còn đây là bên đầu lưỡi của nó này, đầu lưỡi cắt này. Cho các bác xem lưỡi kẹp quả. Đấy, đây là phần lưỡi kẹp quả nhá. Còn đây là lưỡi cắt rơi trực tiếp này, kẹp quả. Và con này đặc biệt thì sẽ cắt bằng dây thanh các bác cắt bằng dây thanh luôn. Cho các bác xem đáy tay cầm. Con này là thương hiệu con cua cắt bằng dây thanh cho các bác nhé Hồng nhôm hợp kim titan Con này đang có giá là 1 ,8 triệu 8 Khi các bác nhận về nó sẽ nguyên đai nguyên hộp dài dài như thế kia nhé Đấy còn về phía bên này thì em đang có một cái mẫu kéo đó là kéo giật dây Em sẽ có một cái mẫu kéo giật dây mà bác nào đặt hàng hôm nay thì cũng sẽ được một cái giá cực kỳ là tốt luôn một chiếc đầu cộng theo một chiếc xào Em sẽ lấy luôn một chiếc xào nữa Cái xào này xào 5 mét Xào nhôm Xào 5 mét xào nhôm các bác thấy cái xào nhôm này nó có trong trẻo có đẹp không ạ? Nó là một cái loại nhôm cao cấp để các bác dùng vừa nhẹ và cái xào này các bác có thể lắp chổi vào quét trần nhà, quét mặt nhện, quét quạt trần đều được. Cái này thì trước em đang đưa tới các bác các anh là 500 nhưng ngày hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác chỉ còn có 350 000 chỉ còn 350 000 và em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác các anh luôn nhá. Rồi ok và mẫu kéo cuối cùng đó là mẫu kéo của hàng Hong trong cùng đúng rồi chính xác luôn em sẽ lấy con đấy cho các bác các anh nhà mình xem con này thì nó có một cái giá vô cùng là hợp lý mà lại chất lượng nữa luôn con này thì hàng luôn luôn là các bác ủng hộ rất là nhiều giá con này chỉ có 300 trăm ngàn thôi các bác anh nhé cắt thẳng năm bảy năm cho em nếu như các bác giữ gì đấy con này các bác cũng có thể kéo ra 3 mét và thu về là một mét tám cắt gửi cắt gấc cắt xoài ở trên cao giữ không rơi không bầm dập và nhất là các bác lớn tuổi không phải trèo thang hay bắt ghế nữa nhá chỉ cần một con kéo này thôi thì các bác anh nhà mình đã có thể cắt hết các loại quả trên cao rồi và bây giờ thì em sẽ quay cho các bác anh nhà mình về những mẫu kéo cầm tay kéo cầm tay này thì bên em đủ loại các bác ạ từ mấy chục nghìn cho tới 100 100 rưỡi cạp làm cây cảnh thì sẽ có giá từ 350.000 đồng cho một đôi 500 một đôi đấy như đôi này là 500 một đôi này các bác anh này cặp đen này loại xịn này còn loại này là 350 000 đồng trên một đôi này. Có một cây cặp tròn và một cây cặp chéo đây. Đấy và bên này là những mẫu kéo tỉa. Kéo tỉa này thì từ 50 000 đồng trên một cái này các bác anh này. Kéo cắt xịn nhá. Nếu như cắt xịn cắt ngon. Con này cộng lực trăm rưỡi. Con này cũng là trăm rưỡi. Đấy và cái con này này được các bác sử dụng rất chi là nhiều này các bác anh này. Hàng chống hàng giả, hàng nhái, cắt cành to đùng luôn. Kabushi SK5 Nhật trăm rưỡi một cái còn nếu không các bác sử dụng um, sanda hàng đầu loại một nhá trăm rưỡi <laughs> một cái còn các bác làm cái cảnh mà cần con một kéo kéo đúc này cũng trăm rưỡi một cái và hàng nghìn những sản phẩm như cưa kéo xén các loại em rất chi là nhiều nhưng video này thì đã dài đấy bác nào mà đang cần mua dao ghép nhá, dao ghép xịn này 100.000 hơn một 100 trăm giao ghép nhật nhé Các bác hãy vào zalo của em để em sẽ chi tiết cho các bác anh nhà mình được xem Con cưa này thì cưa đất này 500 một cưa đấy các bác anh ạ Đấy và em có bàn quay và dây nhôm bốn cây cảnh đây các bác anh nhé Đấy bác nào anh nào mà đang cần dây loại nào Các bác anh nhà mình bảo em nhé Kể cả một cân Em cũng cắt các bác anh ạ Một cuộn hơn chục cân để bàn quay thì em đang thanh lý rất chi là rẻ bàn quay inox e bàn quay các loại luôn các bác anh nhà mình nhớ vào zalo của em để xem Uh, rất nhiều những cái sản phẩm nhé, bàn quay này, cực kỳ là chất luôn. Đấy, rất cảm ơn các bác luôn quan tâm và theo dõi, các bác uh, nhớ vào kênh của em để xem rất nhiều những cái sản phẩm hay nhé. Và đừng quên đăng ký kênh, số điện thoại em đã ghim trên góc màn hình để các bác canh nhà mình được lựa chọn khi vào Zalo gọi điện trực tiếp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này nhé, chào và hẹn gặp lại các bác ạ.